Kim Long Vương tuyệt học thành danh đi. Kim Long kia là như thế nào Huyễn Lệ? Chúng ta Khô Lô Thần có phiền toái rồi. Khô Lô Thần gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Thật không nghĩ tới, Kim Long Vương không chỉ là tại trong hồn xưa chiến đấu có thể đạt được quán quân, rõ ràng cũng xông vào cờ giáp chiến trận chung kết. Ta hiện tại có thể tuyên bố, Kim Long Vương đã là lần này giải thi đấu trong rất nhiều người thắng đài. Nếu như hắn có thể đánh bại Khô Lô Thần, như vậy hắn chính là Song Quan Vương, cùng sắp là tình đấu chiến võng ở trong lịch sử mạnh nhất vương giả. Đối với giải thích âm thanh, khán giả hoàn hồ. Với tư cách người trong cuộc, Đông Phố Lân cùng với Vương Khô Lâu hoàn toàn cũng không có bất kỳ vấn đề để ý tới. Giờ khắc này, tại bọn hắn trong mắt, trong đầu cũng chỉ có lẫn nhau, bọn hắn phải làm chính là đánh bại đối thủ. Đối mặt với thiên phu sở chỉ kiềm chế, cơ giáp của Khô Lâu Thần nhẹ nhàng nhoáng ra một cái, một đạo hắc sắc quang mang lặng yên không một tiếng động hiện ra tại thân về sau. Tầng này hắc sắc quang mang cơ hồ là nhanh chóng thay thế hắn nguyên bản cơ giáp vị trí, biến thành một cái cùng với cơ giáp lớn nhỏ xấp xỉ cực lớn hắc sắc khô lâu. Hắc sắc khô lâu này ở trong tay, vũ khí cũng đồng dạng là đáo thuẫn, chiến đao lăng không chém xuống, một luồng sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm kích tại thiên phù sở chỉ phía trên. Nhìn qua cái kia giống như chỉ là một đao, nhưng Đường Phú Lân cảm giác được, nhưng là một mảnh đao sóng, hơn nữa vô cùng mãnh liệt đao sóng. Liên tục tiếng lổ vàng do đó này trong đụng chạm truyền ra, Đường Phú Lân cau mày, hắn hoảng sợ phát hiện thiên phù sở chỉ của chính mình ở đối phương đao sóng dưới sự xung kích, vậy mà không cách nào thành băng. Tuy rằng hắn còn không có đem thiên phu sở chỉ tu luyện tới tố cao tầng thứ, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy thực chiến, hắn coi như nắm trong tay một thức này thường pháp mà trước mặt loại tình huống này như trước vẫn là lần thứ nhất gặp được. Thường pháp quán rõ ràng ở đối phương dưới sự trùng kích không cách nào hoàn toàn thi triển đi xa. Hắc sắc khô lâu kia là cái gì? Vũ hồn chân thân sao? Không có khả năng, bởi vì Vương Khô Lâu cờ giáp còn đang nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa từ bên cạnh lượn quanh hướng mình, không có hồn xưa khống chế làm sao có thể. Hơn nữa tại trong cờ giáp chiến đấu, một khi hồn xưa dùng vũ hồn chân thân thoát ly cờ giáp thì tương đương với là nhận thua. Cũng không phải là vũ hồn chân thân mà nói, hắc sắc khô lâu khổng lồ này tại sao phải cường đại như vậy? Hồn linh, chẳng lẽ là hồn linh phải không? Thế nhưng hồn sư hồn linh có thể mạnh như vậy sao? Coi như 10 vạn năm hồn linh, sống như cũng không lên cường đại như vậy mới đúng. Chẳng những chặn thiên phu sở trí, hơn nữa cái kia cuồng cuộn ra đào sóng, càng sống như là muốn đem chính mình hoàn toàn cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Đường Vũ Lân tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương cuối cùng là cái gì. Hắc sắc khô lâu này, lúc trước khô lâu thường vương ở trong chiến đấu này, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà thôi khô lâu vương thực chiến năng lực, bằng vào cờ giáp chẳng quá, có ngăn trở thiên phu sở chỉ phương pháp xử lý. Lúc này tại thả ra hắc khô lâu này, cái này thì đồng nghĩa với, vị khô lâu vương này, ý tưởng giống như hắn, đều hy vọng ở trong thời gian ngắn có thể giải quyết chiến đấu. Mà hắc sắc khô lâu kia ngăn trở thiên phu sở chỉ đồng thời, khô lâu vương liền đến được Đường Vũ Lân bên cạnh, hắc khô lâu chính diện mạnh mẽ xông tới, khô lâu vương từ bên cạnh vọt tới, trong tay đào thuẫn cuồn cuộn, thẳng đến Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Đường Vũ Lân cờ giáp chân trái trên mặt đất này dùng sức đạp mạnh, tám cái kim long khổng lồ ở phóng lên trên trời. Cùng với lúc đó, sóng chấn động khuếch tán ra bên ngoài, làm động tác của khô lâu vương cùng với hắc khô lâu đều là chậm một nhịp. Đường Phổ Lân tay trái hoàng kim long thương ở trên mặt đất kẽ trống, chân phải quét ngang kim long vẫy đuổi phát động. Dùng cơ giáp đến phóng thích ra hồn kỹ, đương nhiên không có khả năng nhiều hồn kỹ như vậy trôi chảy, nhưng đi theo lăng vũ nguyệt, học lâu như vậy cơ giáp điều khiển. Hơn nữa Đường Phổ Lân tự có làm ngân hoàng phụ trợ, động tác làm được uy lực cuối cùng tương đối không nhỏ. Khô lâu vương tấm thuẫn vượt qua, tấm thuẫn mặt ngoài toát ra tầng bột màu đen vầng sáng, ngang nhiên cứng rắn chống đỡ Đường Phú Lân kìm lòng vẫy đuôi, cũng phải là cánh tay chiến đao nhảy lên trên, một đạo đao mang trực tiếp chém về phía của Đường Phú Lân ở phía cơ giáp ở các khớp vị trí. Đường Phú Lân kìm lòng vẫy đuôi cùng với không cần lão, tay phải dài thương đâm ra, thương mang lập lòe, lại là thiên phù sở trí, nhưng lần này như trước đem khô lâu vương cùng với hắc khô lâu tất cả đều bao phủ ở trong đó. Hắc khô lâu tiến lên một bước, đổ thành hai tay nắm đao, giống như khai thiên tích địa một dạng đào mang từ trên trời giáng xuống, từ bên cạnh quấn nhiễu lấy thiên phù sở trí, mà khô lâu vương tầm chắn của chính mình tức thì hoàn toàn biến thành màu đen, trọi cứng thiên phù sở trí. Đường Phổ Lân ở trên hoàng kim long thương đánh nát đào mang, nhưng thời khắc cờ giáp như trước là có một chút mất đi cân bằng, ngã lên trên mặt đất. Ngay tại lúc này, hắn ngang nhiên mở ra cờ giáp tên lửa đấy, thúc đẩy cờ giáp đột nhiên lao lên trên không trung. Thiên phu sở chỉ tuy rằng bị đối với tay chặn lái, nhưng hắn cũng thao túng cờ giáp của chính mình bay lên trên. Khô lâu vương hơi lắc người, giống như phụ cốt chi thư này một sạng từ mặt đất bay lên trên.
đuổi theo đường vũ lấn, mà hắc khô lâu kia hẳn thì là tựa như là vòi sống, từ khác một bên cuốn tới, luận ứng biến tốc độ khống chế, không là mạnh mẽ. Nhưng mà ngay tại lúc này, làm hắn không nghĩ tới tình huống xuất hiện, hào quang lóe lên trên, đường vũ lấn cái kia chính hướng về phía không trung dâng lên trên thân hình đột nhiên tăng tốc độ hướng phía ngành phía dưới rời đi, hoàn toàn vi phạm với cơ học nguyên lý. Khán giả nhìn thấy rõ ràng, một đạo bóng người vàng óng không biết lúc nào xuất hiện ra ở so sánh ở trên mặt đất. Một cây lam ngân hoàng dày leo chính quấn quanh trên người của nó, chính là nó dùng xương kéo túm lại, cải biến cờ giáp phương hướng. Đường Phụ Lân cũng có hồn linh. Tại kim ngựa kéo túm dưới, đường Phụ Lân cờ giáp cải biến phương hướng đồng thời. Ở trên bầu trời, một đạo hắc sắc thất này khổng lồ thân thể đường Phụ Lân lúc trước vị trí, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến cái kia bay lên trên không trung khổ lồ vương cùng với hắc khổ lồ đập tới. Quái vật khổng lồ ở trên người có tầng vừa dày vừa lặng ám kim sắc lân phiến, đúng là đường Phụ Lân bá vương long hồn linh kia. Bá vương long từ trên trời sáng xuống, ngang nhiên đạp xuống, riêng là nó kinh khủng kia thế trọng, cũng là đã to lớn lực phá hoại rồi. Công kích của khô lâu vương cùng với hắc khô lâu rơi lên trên người của hắn, tỏa lên trên vô số tia lửa, nhưng công kích của chúng nhiều trước cuối cùng không thể thật sự đột phá phòng ngự của bá vương long. Hoặc giả nói chính là, bất ngờ không đề phóng, thế công của bọn hắn cũng giảm bớt. Khô lâu vương cơ giáp nhanh chóng hướng về một bên, hắc khô lâu tức thì đã là ở trong tiếng gầm gừ, rõ ràng thân hình biến lớn, ở trong nháy mắt liền bành trướng ra đã đến 30 mét, tâm chắn trong tay oanh kích trên người của bá vương long. Bá vương long cúi đầu xuống, nhìn xem hướng đánh vào bộ ngực của chính mình chỗ tấm thuẫn, trước ngực dâng lên trên lưng giáp, sinh ra hướng ra phía bên ngoài một cỗ, kỹ xảo kinh người hắc khô lâu lập tức bị bắn ra, chỉ cần không phải gặp được à như hàng cái loại này phương diện lực lượng cực kỳ biến thái tồn tại, bá vương long tại lực lượng lúc nào thua quá đấy. Hắc khô lâu cùng với bá vương long hầu như là đồng thời rơi xuống mặt đất, bá vương long thân thể bãi xuống, to lớn cái đuôi cũng là như vậy, thiết trì bình thường hướng hắn quét ngang mà đi ra. Hắc khô lâu kia đúng là chiến đấu lực lượng cường hãn, nhanh chóng tung nhảy dựng lên trên, hai tay lắm đao, hướng bá vương long trên đuôi chém tới. Theo đó, thân ảnh bành trướng ra đến 30 mét, chiến đao cũng chừng là dài mười mấy mét, mang theo hiểm hách đào mang, uy thế cực kỳ là kinh người. Giống như nhất đao chạm xuống dưới, cái đuôi của bá vương long muốn tùy theo đó đứt rời. Nhưng mà ở thời điểm này, bá vương long ở trong cơ thể vang lên trên một tiếng nổ vang thùng thùng. Động tác của hắc khô lâu rõ ràng chậm lại một nhịp, mà bá vương long thân thể cao lớn, vậy mà ở trong khoảng cách biến thành ở trong suốt ám kim sắc, giống như lập tức chuyển hóa ra một tòa thật sự to điều khác. Keng một tiếng, chiến đao chạm kích ở trên đuôi của bá vương long, hắc khô lâu thân thể cao lớn bị lên tiếng bắn lên trên, đuôi sổng không việc gì. Bá vương long chân phải lưng lên trên, tùy theo trên mặt đất ầm ầm đập mạnh vang lên trên, uỳnh một tiếng, kịch liệt lổ vang. Ngay tiếp theo lấy thân thể của hắc khô lâu trực tiếp bị chấn động ra đã đến không trung, tại to lớn sóng chấn động kia, bên trong, trực tiếp tê liệt. Bá vương long chỉ dùng để không xuất ra đường phụ lân kim long hám địa, nhưng đó là một chiêu này, không thể so sánh với kim long hám địa thua kém. Hơn nữa là đem tất cả lực lượng công kích đều dùng tại sóng địa chấn bên trên. Dù là hắc khô lâu cũng phi thường cường hãn, nhưng là ở với ngắn ngủi ở trong cách này, không cách nào di động trạng thái. Bá vương long lúc trước bị chém trúng cái đuôi từ mặt đất bắn lên trên, hung hãn trùng kích trên người của hắc khô lâu. Hắc khô lâu thân thể cao lớn, lập tức như là đạn pháo bị đánh bay ra bên ngoài, xương sườn ít nhất đã đoạn 4 cái, đây hết thảy đều là ở trong rất ngắn thời gian phát sinh. Hắc khô lâu kia nguyên bản nhìn quá là mạnh mẽ như vậy, có thể tại trước mặt của bá vương long, nhưng như là tiểu hài tướng một dạng mặt người cái kỹ xảo kia, tại tuyệt đối phòng ngự lực lượng cùng với lực lượng trước mặt, giống như đều biến thành không công. Khô lâu vương cũng chấn động, hắn bên này áp chế đường vũ lân nhìn như chém được thượng phong, có thể như thế nào hắn này hồn linh một triệu hoán đi ra, ngay là tức sẽ nghịch chuyển. Đường vũ lân ở phía trước trong trận đấu cũng không thể không triệu hoán ra bá vương long, có thể thời điểm đó bá vương long nhìn qua tuy rằng khổng lồ, uy thế cùng với chân có thể tổng tỏ ra ngu, động tác chậm chạp, thậm chí đang cùng với đại lực vương tác chiến bên trong, một chút liền bị lém bay ra. Nhưng vị này gì hôm nay, một trận chiến này, hắn lại hồn linh như trước là thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Hắn không hiểu, hắn đương nhiên không hiểu được, bởi vì đây vốn chính là đường phụ lân chôn phục ra. Đường phụ lân cũng không rõ ràng lắm khô lâu vương có một cái cực kỳ mạnh mẽ hồn linh. Khô lâu vương hắc khô lâu kia cũng là hồn linh, hơn nữa là tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Chuẩn xác mà nói, khô lâu vương kia
Hồn linh ở trên thực tế cũng chỉ có một cái, bộ xương này hồn linh vừa mới hắn thời điểm này, chẳng qua là trăm năm, trải qua hắn nhiều năm như vậy bổ dưỡng, từng bước thông qua tất cả đoạn thủ đoạn cho hồn linh tăng lên trên, đã tăng lên tới 8 vạn năm cảnh giới. Một hắc khô lâu này, trung cấp cho hắn hồn kỹ, nhiều đến 5 cái, mà một cái khác hồn linh, hắn thì ra trực tiếp buông tha, cho nên hắc khô lâu này hồn linh mới có thể cường đại như vậy. Bản thân hắn khô lâu là một gã tu luyện đặc thù công pháp hồn sứ, sau khi chết hình thành, mà lúc này cho nên bản thân nó liền có trí cồn nhất định, lúc này mới có thể khiến cho dùng ra nhiều như vậy chiến đấu kỹ xảo. Thế nhưng Vương Khô Lâu không biết, chính là Đường Phụ Lần lúc trước tất cả sử dụng bá vương long thời điểm, trên thực tế một mực đều không có được cho nó chân chính chiến đấu lực lượng phát huy ra được, thậm chí đang cùng với sư huynh ở trong trận chiến ấy, cố ý để cho bá vương long yếu thế, đều là chiến thuật của hắn, một cái này lúc ấy vì tê liệt cái kia vị đại sư huynh, cái khác chính là vì tê liệt ở trong trận chiến đấu cuối cùng Vương Khô Lâu. Một đi lên, hắn liền vận dụng Kim Long kiểu thức của chính mình, chính là vì lại để cho Vương Khô Lâu xác nhận hắn là thân phận của Kim Long Vương. Vương Khô Lâu nhất định sẽ nghĩ tới hắn bá Vương Long, lại sẽ không quá coi trọng. Mà vào lúc này, thời khắc mấu chốt, bá Vương Long thả ra, mới thật sự đem chính mình lực lượng cường đại bày ra, bất khuất hồn linh ở đây đơn giản như vậy. Dùng tu vi hiện tại của Đường Vũ Lân, triệu hoán ra bá Vương Long cũng chỉ có 5 phút đồng hồ, mà trên thực tế, bá Vương Long vẫn luôn luôn theo hắn phát triển mà trưởng thành, chân chính chiến đấu lực lượng càng tại Đường Vũ Lân phía trên. Vương Khô Lâu đang khiếp sợ, có thể chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đường Vũ Lân song trường thường ở trong tay đồng thời chỉ ra hướng hắn, cùng với lúc đó trên mặt đất kim ngư đã hơi lắc người, huyên hóa ra từng vòng màu vàng vầng sáng, nhanh chóng quất trừng ra bên ngoài, đem Đường Vũ Lân cùng với Vương Khô Lâu toàn bộ bao phủ trong đó, làm ngân kim quang trần.